Mới đây tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản ZCHO đã tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng gia dụng Nhật Bản 2019 Good Good Japan với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Tại chương trình kết nối, các doanh nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu với người tiêu dùng và các nhà đầu tư các mặt hàng như văn phòng phẩm, dụng cụ bếp, mỹ phẩm, đồ dùng cho bé, đồ gia dụng gia đình, v.v. Năm nay, các doanh nghiệp Nhật Bản mang tới những sản phẩm có nhiều chức năng ưu việt, thiết kế trang nhã để khai thác thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu những sản phẩm mới có nhiều chức năng tiện lợi chưa có trên thị trường. Bên cạnh đó, chương trình Good Good Japan cũng hướng đến các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Việt Nam và các doanh nghiệp đại lý hệ thống bán lẻ Việt Nam đang kinh doanh hàng nhập khẩu. Chương trình Good Good Japan được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2016 nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao, an toàn của Nhật Bản.